Kính chào bà con và các bạn. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với bà con và các bạn. Củ hành tây có tác dụng rất nhiều. Củ hành tây này trong nhà bếp của mọi gia đình đều có hết, mà ít người biết đến củ hành tây này. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bà con và các bạn. Hãy chuẩn bị. Trước hết á, tôi xin chia sẻ như vậy, củ hành tây á, có tác dụng rất tốt đối với sức khỏe, mà các chuyên gia y học và những người đã sử dụng đều không thể phủ nhận. Các bạn nên lấy một củ hành tây. Nếu mà trong gia đình không có thì mình đi mua một củ hành tây đem về để trong nhà. Đó. Trước nhất á, mình lột vỏ, không lột vỏ, cái đó không quan trọng. Mình lấy một cái ly, mình cho nước vô, mình để cái ly đó và bỏ củ hành lên trên. Lên trên cái cốc nước á, cho rễ phát triển ra, đặt củ hành ở vào cái phòng ngủ của mình, một góc nào đó hoặc một góc phòng khách. Hoặc trong bếp, phòng ngủ, hoặc cái toilet. Khi nào bạn thấy héo thì cứ thay củ khác. Tại vì một củ hành không tốn bao nhiêu tiền, nhưng mà nó kháng khuẩn rất tốt. Đó là mẹo chống bệnh của người xưa. Vào thời kỳ lâu lắm rồi, 1900 á, khoảng đó, người ta bị bệnh cảm cúm rất nhiều. Có một câu chuyện kể như vậy, kể về một gia đình sống trong một ngôi làng ở Tây Ban Nha đã phòng chống được đại dịch vào cuối thế kỷ thứ 14 nhờ đặt củ hành tây ở trong nhà. Năm 1919, thời điểm ra đại dịch cúm nghiêm trọng nhất trong lịch sử nhân loại, theo ước tính khoảng 50.000 người tới 100.000 người đã bị chết. Đại dịch cúm này được giới y học xếp ngang hàng với tận dịch hạch, làm chết gần 2/3 dân số châu Âu vào thế kỷ thứ 14. Đối với giới y học lúc này, dịch cảm cúm là một cơn ác mộng không gì có thể khống chế được. Tuy nhiên, trong một lần bác sĩ đến thăm một gia đình nông dân ở quê thì thấy có một gia đình nông dân vẫn sống khỏe mạnh, trong khi những nhiều gia đình xung quanh họ đã nhiễm bệnh và chết do cảm cúm. Khi được hỏi về bí quyết phòng chống cúm, người nông dân đã chỉ vào một củ hành tây không lột vỏ để trên bàn. Mỗi phòng đều có một củ như vậy. Không thể tin vào điều đó, người bác sĩ đã xin củ hành tây này đem về đáy kính hiển vi soi. Ông ta rất ngạc nhiên. Các bạn có biết không? Bên trong củ hành tây nó bám rất nhiều siêu vi khuẩn. Điều đó lý giải vì sao gia đình bác nông dân này đều sống khỏe mạnh. Đơn giản vì củ hành tây đã hút hết siêu vi khuẩn vào trong đó. Vì vậy, những người trong gia đình không còn bị nhiễm bệnh. Các chuyên gia y học nói gì qua câu chuyện về một gia đình bác nông dân thì củ hành tây là khắc tinh của các loại vi khuẩn cảm cúm, cho nên đã giúp cho gia đình bác nông dân này thoát đại dịch. Câu chuyện đó cũng được đăng tải lưu truyền cho đến ngày nay và cũng có tàu lưu tòng hành vào cốc nước rồi đặt ở trong nhà. Bàn làm việc
ở công ty giúp tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm, ngạt mũi. Ngạt mũi hiệu quả được các chị em văn phòng hưởng ứng khá rầm rộ. Các bạn có biết không? Công cụ hành tây để trong lọ thủy tinh cho nó mọc rễ và lá có thể ngăn ngừa được cảm cúm. Tinh dầu của củ hành tây có ở trong củ chứ không ở trong lá, và chúng không phát tán ra không khí trong quá trình trồng. Và về bản chất, hành tây có tác dụng phòng và giải cảm hiệu quả. Có thể dùng hành tây luộc chín và ăn cả phần cái cũng như uống nước luộc. Tuy nhiên, mức nước cho vào luộc vừa phải để không bị mất đi độ cay của hành tây. Làm hành tây như cách tên, có thể có tác dụng giải cảm hiệu quả và phòng ngừa cảm cúm. Nhất là những ngày lạnh và hiện nay lan dịch bệnh lan khắp thế giới. Vì vậy các bạn và bà con nên tìm mua củ hành rất rẻ, củ hành tây các bạn biết rồi, rất rẻ. Mình mua một bịch ba bốn trái về, mình sắc ra cái đầu cái đít cái, mình tối đợi mình để trong cái trong phòng ngủ, là mình ngủ tự nhiên là mình sẽ được dễ cảm. Đó còn tốt hơn uống thuốc. Giờ trận dịch này quá khủng khiếp thì hôm nay tôi chia sẻ với bà con nên ra chợ hoặc có trong nhà thì mình sắc ra làm liền tại chỗ, để trong phòng ngủ hoặc chỗ ngay bàn làm việc của mình. Nếu mình làm việc tại văn phòng, mình để ngay đó. Củ hành tây là khắc tinh của các vi khuẩn cảm cúm. Vì vậy để đó là vi khuẩn nó vô hết, nó hút vô hết củ hành tây. Bà con và các bạn nên làm như vậy. Tôi đã chia sẻ với video trước đó là củ hành tây trị nấu cháo lên trị cảm cúm rất hay. Rất hay, mà bà con làm y vậy cũng có giá trị cộng với cái hai thứ. Video trước á, là nói về ăn củ hành tây, dễ cảm. Nhưng mà cái này mình đặt ở trong phòng. Video này tôi chia sẻ với bà con, đặt củ hành cắt ở mặt đầu và đít để trong phòng ngủ hoặc bàn làm việc hoặc ở bàn ăn cơm của gia đình. Hai, để chỗ ngay cái bếp gia đình thường nấu ăn, chỗ sum họp, những chất vi khuẩn dòng dòng đó nó sẽ hút vô củ hành tây. Vì vậy sẽ trong thời kỳ này chưa chế thuốc được, mình làm được cái gì, hiểu biết cái gì thì mình làm tối đa để qua khỏi nạn dịch này. Tại vì giờ toàn thế giới này chưa ai tìm ra được loại thuốc đó. Nhưng mà tất cả các bác sĩ và khoa học đã đang nghiên cứu, thời gian nghiên cứu cũng rất lâu, vài tháng. Trong khi đó mình củ hành tây đâu bao nhiêu tiền. Mình cắt cái đầu, cái đít đó, rồi mình để ngay cái phòng ngủ của mình. Nhờ vậy mình có thể hóa giải được những chứng bệnh cảm cúm do bên Trung Quốc. Vì vậy lần đầu tiên Trung Quốc nói là phát xuất từ Vũ Hán Corona. Bây giờ Trung Quốc mới che giấu lại, không nói ở Vũ Hán nữa mà nói COVID-19, tức là đánh đặt hướng đó. Hôm nay tôi chia sẻ với bà con, nếu mà bà con nào nghe được cái video này nhớ làm liền để mình được cái may mắn trước đó. Cảm ơn bà con đã bỏ chút thì giờ lắng nghe, nhớ
đăng ký vào để nhận được video mới nhất. Bye bà con.